Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Bột cám, ngô, đỗ tương, cỏ voi, cua, cá trộn đều hỗn hợp trên, đảm bảo độ ẩm trong khoảng 20-25% để chuẩn bị làm ra cám viên dinh dưỡng cho vật nuôi. Sau khi cho chạy trơn mặt sàng bằng cám gạo rồi, kỹ thuật viên sẽ đổ hỗn hợp đã được trộn trước đó vào máy ép cám viên S250. Không biết máy S250 có thể ép được thành cám viên hay không? Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Là dòng sản phẩm có cơ cấu tối ưu, bền, an toàn và đáng tin cậy. Máy dễ lắp đặt, vận hành đơn giản. Sử dụng máy ép cám viên S250, người chăn nuôi chủ động về nguồn thức ăn cho vật nuôi, yên tâm về chất lượng cám, giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi. Với hệ thống hai quả lô ép bằng thép khỏe khoắn, có nhiệm vụ nghiền nén ép nhanh các loại nguyên liệu thô như ngô hạt, nguyên liệu có vỏ cứng như cua, đi qua lỗ mặt sàng và tạo thành cám viên. Phía trên là toa nạp dạng máng ngang, to, rộng, tiếp nguyên liệu thẳng trực tiếp vào buồng nghiền. Phía dưới cuốn máy là bộ phận cầu hộp số, giúp máy hoạt động ổn định, nhẹ tải hơn. Động cơ chạy tải ổn định từ 7,5 đến 11 kW, nguồn điện tải cung cấp là điện 3 pha 380V. Trong quá trình ép cám, máy sinh ra nhiệt lượng từ 50 đến 60 độ, nên đảm bảo các thành phần vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng không bị biến đổi. Máy cho nguồn năng suất ổn định từ 250 đến 350 cân trên 1 giờ, rất thích hợp cho các nông hộ, trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ. Với dòng máy ép cám viên S250, giờ đây, người chăn nuôi có thể tự sản xuất cám viên tại nhà, vận dụng những nguyên liệu sẵn có tại địa phương, giúp giảm chi phí mua cám cho vật nuôi, nâng cao lợi nhuận. Và ngoài các loại nguyên liệu trên, quý vị muốn ép thêm những nguyên liệu nào khác, hãy để lại bình luận ở phía dưới video clip. Ngọc Nga sẽ nhanh chóng trở lại với quý vị trong một video sớm nhất. Đến đây thì video đã đến hồi kết thúc. Mọi thắc mắc về dòng sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tới số điện thoại hotline quen thuộc, nơi sẽ giải đáp cho quý vị mọi thắc mắc về dòng sản phẩm. Ngọc Nga xin chúc tất cả quý vị chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Mọi sản phẩm được trực tiếp sản xuất tại xưởng, giá thành tốt nhất trên thị trường. Sản phẩm được bảo hành trong thời gian 6 tháng, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật miễn phí trọn đời, nhận giao hàng trên toàn quốc.